có ai mà họ sẵn sàng cho chúng ta tất cả kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng của họ mà họ đã tích lũy trong vòng mười mấy năm cuộc đời, 20 năm cuộc đời. Other people experience it. Đó đồng bởi vì kinh nghiệm của người khác. Theo các cô bác anh chị, nếu như bây giờ mình đi mình kinh doanh hoặc là mình làm việc ở những cái doanh nghiệp truyền thống mà mình muốn được thăng cấp, mình muốn được thăng cấp, thì có ai mà sẵn sàng móc ruột móc gan dạy chúng ta tất cả mọi chiêu trò bí kíp, những cái bí kíp, những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm, những cái gọi là thủ thuật của họ trong kinh doanh, tất cả mọi thứ, có ai là họ sẵn sàng mà mang hết tất cả ra để cho chúng ta không ạ? Có ai mà họ sẵn sàng cho chúng ta tất cả kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng của họ mà họ đã tích lũy trong vòng bao nhiêu năm đó, mười mấy năm cuộc đời, 20 năm cuộc đời, kinh nghiệm của họ, họ tích lũy được và sau đó họ dạy hết cho chúng ta. Có ai không ạ? Có mỗi bố mẹ mình, đúng ạ, chỉ có bố mẹ mình thôi. Nhưng mà bố mẹ mình lại không có kiến thức về kinh doanh. Mà Nam đang nói về là kiến thức về kinh doanh cơ. Giả sử như chúng ta đang phát triển doanh nghiệp của mình, ví dụ như Hoài Nam làm trong lĩnh vực sinh trắc vân tay, mà bây giờ mình đi mình ra đường mình gặp một ông mà anh ơi, một ông, một chủ doanh nghiệp, một người rất là thành công, một chuyên gia tư vấn về sinh trắc vân tay, mình gọi bạn ấy bảo em ơi em giỏi quá, chị ngưỡng mộ em quá, em có thể dạy cho chị tất cả những kỹ năng của em, những kinh nghiệm của em khi em đi tư vấn khách hàng được không? Nó bảo một câu cửa miệng là còn lâu, hãy xem phim, hãy đợi đấy, đúng không nào? Nên là trên thực tế chẳng bao giờ người ta dạy cho, bởi vì đó là tài sản của họ. Họ phải giữ mạnh chứ, bởi vì họ dạy cho thì mất nghề của họ, họ dạy cho thì mình thành công, mình vượt họ, đúng không nào? Nhưng mà có cái môi trường đấy, đó là rất tuyệt vời. Ngọc Bích comment là chỉ có ngành MLM đấy, chính xác là chỉ có ngành MLM. Người đi trước kinh nghiệm bao nhiêu năm đi chăng nữa thì họ làm được cái gì, họ thành công như thế nào, là lập tức họ dạy chúng ta tất tần tật tất cả những cái kiến thức, những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm của họ. Và đó gọi là đòn bẩy về kinh nghiệm của người khác. Vậy thì có câu nói rằng muốn thành công nhanh thì hãy học từ người thành công. Thành công có phương pháp, thất bại có nguyên nhân. Vậy thì mình muốn thành công có phương pháp thì mình phải học từ những cái người thành công. Và trong môi trường MOM thì tất cả những cái người thành công thì họ đều sẵn sàng là dùng tất cả những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm của họ để dạy lại chúng ta. Nếu như ngày hôm nay có một cơ hội mà chỉ bằng một bữa ăn thôi, một chầu bia, giống anh nào vừa comment là Hoài Nam cũng thích uống bia, nhất là mùa đông để uống bia rất là ngon ấy, là một chầu bia thôi ấy, bằng một chầu bia là chúng ta có thể được nhượng quyền một mô hình kinh doanh mà ở trong đó chúng ta được sử dụng đòn bẩy về tiền của người khác. Chúng ta phải không cần phải có hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng để chúng ta phát triển doanh nghiệp của mình, mà ngày hôm nay chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những cái doanh số hàng tỷ, thậm chí là hàng vài tỷ, mà không phải là tỷ đô, tỷ đồng nữa, mà có thể là hàng triệu đô, đúng không ạ? Chúng ta tạo ra những cái doanh số khổng lồ như vậy mà không cần phải một mình phải lai lưng đi bán hàng. Đó gọi là đòn bẩy về tiền của người khác. Tiếp theo đó nữa là thay vì một mình làm thì mình có hàng trăm người, hàng nghìn người, hàng chục nghìn người, hàng vài chục nghìn người làm việc cùng với mình, nhưng mà mình lại không phải trả lương. Đó gọi là đòn bẩy về thời gian của người khác. Vậy nếu như ngày hôm nay giữa việc là mình phải bỏ ra 24 giờ một ngày và việc là mình bỏ ra 1 giờ một ngày và mình có 24 người làm việc cùng với mình, thì các cô bác anh chị chúng ta lựa chọn phương án nào? Mình dùng 1 giờ của 24 người hay mình dùng 24 giờ của mình? Comment nào. Chúng ta sẽ dùng 1 giờ của mình và 24 người làm cùng mình, hay là mình sẽ dùng là 24 giờ của mình để mình làm việc ạ? Được nào? Nên là chúng ta hãy biết cách là dùng 1 giờ của 24 người. Và thay vì vậy, mình dùng 1 giờ của 24.000 người, 240.000 người, đúng không nào? Thì tự dưng số thời gian của chúng ta tăng lên theo cấp số nhân. Đấy, và nó theo tăng lên theo dãy số Fibonacci, dãy số hay là còn gọi là công thức thỏ đẻ. Nó tăng lên khủng khiếp luôn, đúng không nào? Thế là mình có rất là nhiều thời gian. Và đây gọi là đòn bẩy về thời gian của người khác. Và thay vì mình chờ mình học giỏi rồi, mình chờ mình học về, mình chờ mình phải đi học các cái chuyên môn về về Đông Tây Y, rồi là đi nghiên cứu khoa học mình mới được kinh doanh, thì ngày hôm nay mình được kinh doanh những dòng sản phẩm mà đang được đề cử giải Nobel hay là đạt giải Nobel Y học, và những cái sản phẩm này được thế giới công nhận để mình kinh doanh, đúng không nào? Và đó chính là cơ hội của chúng ta, đó là dùng trí tuệ của người khác. Tiếp theo đó nữa,
Thay vì mình giống như Hoài Nam, khi Hoài Nam phát triển cái công việc của mình, Hoài Nam bắt đầu bỏ tiền ra là xây dựng website này, mua hosting, mua domain, rồi mua các phần mềm chăm sóc khách hàng, rồi là email marketing, rồi là Zalo marketing, rồi là Facebook marketing, đủ các kiểu ở đó. Và chi phí trung bình một năm của Hoài Nam nó rơi vào khoảng 30 triệu cái tiền chi phí cho marketing. Vì để mình có một cái doanh nghiệp thì ít nhất là không biết mình kiếm được bao tiền, mà một năm mình cứ mất khoảng 30 triệu tiền marketing đã. Cho những cái nền tảng gọi là không, Hoài Nam không thuê văn phòng nha. Hoài Nam hiện tại thì Hoài Nam đang kinh doanh mà không cần thuê văn phòng. Nhưng mà mình sử dụng các cái phương tiện, ví dụ email marketing này, như website này, xong rồi là Messenger, cái chatbot này, sau đó dùng Zalo này, rồi là rất nhiều thứ khác, những cái nền tảng web thương mại nữa, thì mình mất hạ 30 triệu trong một năm. Mà chưa chắc, không biết là có kiếm được hay tiền hay không, nhưng mà cứ hàng năm là mất đều đều cái số tiền đó. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không cần mất cái số tiền đó, mà chúng ta vẫn có một website mà không phải giống như website của Hải Nam đâu. Website của Hải Nam khi mà gõ lên, đưa lên một cái trang mà nó định giá, nó chả có cái giá nào cả. Mình mất 30 triệu để mình xây dựng cái web đó, nhưng mà nó không có tên tuổi gì trên trên cái thương trường cả. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta được sở hữu website trị giá 1,4 triệu đô, 1,4 triệu đô mà mình lại trả mất 30 triệu một năm. Ngon không ạ? Chúng ta có muốn sở hữu cái web như vậy không ạ? Đó, và đó gọi là văn phòng cá nhân độc lập của chúng ta trên online. Hôm nay Hoài Nam hơi cao hứng bởi vì cái công việc của Hoài Nam đang rất là tốt với cái cơ hội kinh doanh này. Và Hoài Nam thấy rằng thực sự trong cái khi mà rất rất thực sự là rất nhiều người đang gặp khó khăn. Với khi mình chơi với các chủ doanh nghiệp thì mình mới thấy rằng các doanh nghiệp của chúng ta họ đang phá sản quá nhiều. Và chúng ta có thể nhìn thấy xung quanh chúng ta. Ngày hôm qua và những cái ngày liên tiếp gần đây, liên tục số ca COVID tăng cao trên 14.000 người trong một ngày. Nên là chúng ta đang phải sống chung với lũ. Và cái việc mà chúng ta không thay đổi cái công việc của mình, nếu như ngày hôm nay mình vẫn tiếp tục làm những công việc truyền thống của mình, là cứ phải ra đường mới có tiền, cứ phải gặp khách mới có tiền, cứ phải là lao ra ngoài đường, thì rủi ro của chúng ta rất là lớn. Chúng ta hoàn toàn có thể dính COVID bất kỳ lúc nào. Và thậm chí là giống như các bạn của Hải Nam kinh doanh trong lĩnh vực là bán vé máy bay này, xong rồi là kinh doanh nhà hàng, quán cà phê, quán ăn, trước đây kiếm rất ngon, nhưng mà trong cái thời gian này thì không còn là cơ hội nữa. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà chúng ta cần phải thay đổi, bởi vì sự lựa chọn thì luôn luôn quan trọng hơn nỗ lực. Và đặc biệt đó là cuộc đời của Hoài Nam đã thay đổi hoàn toàn từ khi Hoài Nam biết đến những cái đòn bẩy này. Và nhờ biết đến những cái đòn bẩy này mà mình mới biết đến, mình mới biết đi, mình mới có những cái tiêu chí để tìm những cái cơ hội kinh doanh. Và trong cái buổi trước, Hoài Nam đã chia sẻ với chúng ta về 9 cái tiêu chí để khi chúng ta tìm kiếm và phát triển, chọn một cái mô hình kinh doanh nào đấy, thì có 9 cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn. Và ngày hôm nay Hoài Nam đưa cho thêm các anh chị là 7 cái đòn bẩy nữa. Vậy thì bất kỳ cái công việc nào mà khi các anh chị chúng ta nhìn thấy rằng nó có đủ 9 cái tiêu chí hôm trước chúng ta học cộng với là 7 cái đòn bẩy ngày hôm nay, thì đó là cái mà ngay lập tức các anh chị cần phải chọn nó. Bởi vì với 9 cái tiêu chí kia cộng với 7 cái đòn bẩy này, thì dù chúng ta có không có kiến thức, không có kỹ năng, không có năng lực, nhưng mà chúng ta chỉ cần đầu tư thời gian của mình là chúng ta có thể thành công, đúng không? Còn nếu như ngày hôm nay, nếu như mình không có 9 cái lựa chọn kia, 9 cái checklist để lựa chọn mô hình kinh doanh cộng với 7 cái đòn bẩy này, thì không thể nào chúng ta thành công, đúng không? Bởi vì sự lựa chọn thì luôn luôn quan trọng hơn nỗ lực. Khi mà chúng ta có cái sự lựa chọn thông minh thì chúng ta mới có được những cái kết quả như mình mong muốn. Còn ngày hôm nay mình giống như Hoài Nam đã từng nói đúng không? Ngày hôm nay mình muốn đi ra nước ngoài, mình muốn đi sang Singapore, mình muốn đi sang Thái Lan, mình muốn đi sang Mỹ, nhưng mà không, tôi nhất định tôi phải đi bằng xe đạp. Theo các cô bác anh chị, thì nếu như ngày hôm nay mình đi bằng xe đạp thì mình có sang được Singapore không ạ? Có sang được Thái Lan không ạ? Có sang được Mỹ không ạ? Mà mình phải chọn cái phương tiện khác, đúng không nào? Nên là trên thực tế cái công việc của chúng ta, hãy luôn luôn nhớ một điều, công việc của chúng ta nó là phương tiện. Công việc của chúng ta nó là phương tiện chứ nó không phải là chúng ta. Nên là ngày hôm nay nếu như cái phương tiện hiện tại á nó không cho chúng ta đạt được cái mục tiêu tài chính của mình thì ngay lập tức phải đổi cái phương tiện. Giống như vậy, nếu ngày hôm nay mình muốn đi Singapore thì mình không thể nào chọn cái phương tiện là đi xe đạp được. Nó không bao giờ đi đến đích được. Hoặc nếu không, nó phải trả một cái giá vô cùng đắt. Mà đối với con người của chúng ta thì cái giá lớn nhất mà chúng ta phải trả đó là chi phí về cơ hội. Được không nào? Đấy, nên là chúng ta hãy thông minh trong sự lựa chọn của mình. Hãy nhớ,
Nếu như các anh chị chưa học về 9 checklist để lựa chọn mô hình kinh doanh thì hãy hỏi người bạn của mình và xem có video quay lại hay không, đúng không? Và tiếp theo đó nữa, cộng với là 7 cái đòn bẩy ngày hôm nay, chúng ta hãy dùng 9 cái checklist đó cộng với 7 cái đòn bẩy này để tạo ra cái checklist lựa chọn mô hình kinh doanh của mình. Và hy vọng rằng với kiến thức ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thêm được những cái tư duy về khởi nghiệp của mình. Và đây chính là cách mà những người thành công, giàu có, họ phát triển cái sự nghiệp của họ. Chứ không phải là họ tập trung vào xem là họ có bao nhiêu tiền. Mà như Hoài Nam nói, hoàn toàn có thể tay trắng gây dựng lên cơ đồ. Cái món quà đắt giá nhất luôn dành cho những người ở lại sau cùng. Và xin được chúc mừng tất cả các anh chị nếu như chúng ta thực sự muốn tìm xem là cái cơ hội mà nó vừa có 9 cái checklist đó, nó vừa có 7 cái đòn bẩy này nó là cái gì? Thế hỏi những cái người đã mời các anh chị vào trong phòng Zoom ngày hôm nay để chúng ta xem nó là cái gì mà nó lại hay thế? Nó là cái gì mà có thể ngồi ngay tại nhà vẫn có thể kiếm tiền ở trên toàn cầu? Và xin cảm ơn các bác anh chị rất là nhiều đã dành cơ hội cho Hải Nam được chia sẻ kiến thức của ngày hôm nay. Và xin chúc tất cả chúng ta hãy có một cái tư duy thông minh, hãy có một sự lựa chọn thông minh, bởi vì sự lựa chọn thì luôn luôn quan trọng hơn nỗ lực. Hãy chọn cho mình một sự lựa chọn tốt nhất để có thể phát triển doanh nghiệp của mình, bởi vì chúng ta không phải có mình mà chúng ta còn rất nhiều người khác ở phía đằng sau chúng ta đang nhìn cậy của chúng ta. Con cái của chúng ta không chờ chúng ta thành công thì mới lớn lên. Bố mẹ của chúng ta không chờ chúng ta thành công thì mới ra đi, mà họ đang lớn lên, họ đang già đi mỗi ngày. Nên là đằng nào cũng thành công thì hãy thành công sớm lên. Đằng nào cũng làm, hãy làm lớn đi. Đằng nào cũng chọn, hãy chọn cái tốt nhất đi. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hãy bấm like, share, comment điều mà bạn cảm thấy tâm đắc nhất. Và hãy nhớ đăng ký theo dõi kênh cũng như bấm vào nút chọn chuông thông báo tất cả để nhận video mới mỗi ngày. Cảm ơn và hẹn gặp lại.